Cũng không nghĩ ta sẽ phá vô tướng và vô tướng tưởng thì sang, vì đối với tất cả loại ấy đều không có phân biệt. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, mặc dầu có thể lìa các sự phân biệt như vậy nhưng chưa viên mãn 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, một sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ Đại Xả và 18 pháp Phật bất cộng vân vân, vô lượng vô biên thù thắng công đức, chưa đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy thành tựu phương tiện thiện xảo tối thắng. Nhờ phương tiện thiện xảo tối thắng này mà đối với tất cả pháp không giữ lấy, không phá hoại. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy hiểu rõ các pháp là tự tướng không. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy trụ trong tự tướng không của các pháp là vì muốn thành thục các hữu tình nên thể nhập vào ba đẳng trì. Dùng phương tiện ba đẳng trì này mà